Đi đâu mày cứ đi nhá, tao đi ngủ đây, tao buồn ngủ quá, béo chịu được rồi. Alo. Bỏ nhanh. Alo. Gọi gọi. Chỉ ta xem. Làm sao người trốn thoát được di hi cung của ta? Vị hoàng thượng có thương thiếp không? Có, ta yêu nàng. Vậy thì chàng đừng có nói không như vậy, chàng hãy hành động gì đi. Người đâu? Thả ta ra. Tha cho người đó, đi đi. Đừng quay chậm nữa. Người đâu chém nhỏ này cho ta.流进海里。